Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 5, trang 64 đến trang 67, tuần 7 và 13, mầm non. Đầu tiên phần đọc, em hãy nêu sự thay đổi của thời tiết cỏ cây khi mùa đông chuyển sang mùa xuân hoặc là mùa khô chuyển sang mùa mưa. Thì khi mà mùa đông chuyển sang mùa xuân thì thời tiết sẽ chuyển từ lạnh đến sang se lạnh và đôi khi là nóng bức. Cỏ cây thì chuyển từ rụng lá, không có lá, cây bị đóng băng thành cái cây cỏ phát triển, đâm chồi nảy lọc, lá non mọc nhiều hơn. Tiếp theo bài đọc mầm non. Dưới vỏ một cành bàn còn một vài lá đỏ, một mầm non nho nhỏ còn nằm nép lặng im. Mầm non mắt lim dim cố nhìn qua kẽ lá, thấy mây bay hối hả, thấy lất phất mưa phùn. Rào rào trận lá tuôn, rải vàng đầy mặt đất, rừng cây trông thưa thớt. Thấy chị cọi với cành, một chú thỏ phóng nhanh chạy nấp vào bụi vắng, và tất cả im ấm từ ngọn cỏ làng rêu. Chợt một tiếng chim kêu, chiếp chiêu chiêu xuân đến, tức thì trăm ngọn suối nội róc rách reo mừng, tức thì ngàn chim muôn nội hát ca vang dậy. Mầm non vừa nghe thấy vội bật chiếc vỏ rơi, nó đứng dậy giữa trời, khoác áo màu xanh biếc vỏ quảng. Như vậy chúng ta vừa đọc bài thơ mầm non. Tiếp theo các em sẽ trả lời câu hỏi một. Trong hai khổ thơ đầu, mầm non được miêu tả như thế nào? Cách miêu tả đó có gì thú vị? Thì trong hai khổ thơ đầu, mầm non được miêu tả là màu đỏ, nho nhỏ, nằm lặng im, mắt lim dim, nhìn qua kẽ lá. Cách miêu tả mầm non rất thú vị, vì đọc cái cách miêu tả mầm non thì em thấy giống như miêu tả một đứa trẻ nhỏ, các hoạt động của em bé nhỏ. Tiếp theo hai nhỏ, cảnh vật mùa đông hiện ra như thế nào qua cảm nhận của mầm non? Mây, mưa, lá cây. Thì qua cảm nhận của mầm non, cảnh vật mùa đông hiện ra. Mây thì bay hối hả, mưa thì phùn bay lất phất, lá cây thì lá tuôn rào rào rải vàng đầy mặt đất, rừng cây thì thưa thớt chỉ cội và cành, chú thỏ thì phóng nhanh nấp vào bụi vắng. Cảnh vật khác thì tất cả im ắng. Tiếp theo câu 3. Nhờ đâu mầm non nhận ra mùa xuân đến? Mầm non nhận ra mùa xuân đến nhờ vào tiếng chim kêu chip chiêu chiêu. Câu 4, nêu nhận xét của em về hình ảnh mầm non trong khổ thơ cuối. Hình ảnh mầm non trong khổ thơ cuối thật đáng yêu, nhí nhảnh và vui tươi. Mầm non vui vẻ và thích thú với mùa xuân đến nên vội vã đổi màu áo, đâm chồi nảy lọc trong mùa xuân. Câu 5, nội dung chính của bài thơ là gì? Nội dung chính của bài thơ là miêu tả cảnh vật chuyển từ mùa đông sang mùa xuân và cái cách nhìn của lá non. Rồi các em sẽ học thuộc lòng bài thơ. Tiếp theo luyện từ và câu, từ đa nghĩa. Một, đọc đoạn thơ và các nghĩa của từ mắt rồi trả lời câu hỏi. Xe có mắt đèn, chân người, mắt cá, mắt chim hình tròn, mắt người hình lá. Phạm Hổ. Mắt nghĩa một là cơ quan để nhìn của người hay động vật, nghĩa hai là chỗ lòi ra, giống hình con mắt ở một số vật. A. Tìm nghĩa thích hợp cho từ mắt được in đậm. B. Trong các nghĩa của từ mắt nêu trên, nghĩa nào là nghĩa gốc, nghĩa nào là nghĩa được phát triển từ nghĩa gốc, nghĩa chuyển. C. Các nghĩa trên của từ mắt có liên hệ với nhau như thế nào? Như vậy từ mắt một thì mang nghĩa
B. Trong các nghĩa của từ mắt như trên thì nghĩa 1 là nghĩa gốc, nghĩa 2 là nghĩa được phát triển từ, nghĩa gốc, nghĩa chuyển. C. Các nghĩa trên của từ mắt có liên hệ với nhau chặt chẽ, mang chức năng của đối tượng mắt như nhau, đều thực hiện một cái chức năng tương đương nhau, soi chiếu cho rõ, nhìn và quan sát. Tiếp theo số 2 nhỏ, xác định nghĩa của từ biển trong những câu thơ, câu ca dao dưới đây và cho biết nghĩa nào là nghĩa gốc, nghĩa nào là nghĩa chuyển. A. Việt Nam đất nước ta ơi, mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn, Nguyễn Đình Thi. B. Mặt trời xuống biển như hòn lửa, sóng đã cài then đêm sập cửa, Huy Cận. C. Công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển đông, ca dao. Như vậy chúng ta sẽ xác định nghĩa của từ biển trong các câu thơ. Trong câu A thì từ biển có nghĩa chỉ số lượng nhiều, muốn nói lúa nhiều như nước biển. Trong câu B, từ biển có nghĩa là vùng nước mặn rộng lớn trên bề mặt trái đất. Trong câu C, từ biển có nghĩa là vùng nước mặn rộng lớn trên bề mặt trái đất. Như vậy nghĩa của từ biển trong câu A là nghĩa chuyển, nghĩa từ biển trong câu B là nghĩa gốc. Ghi nhớ, từ đa nghĩa là từ có nhiều nghĩa, trong đó có một nghĩa gốc và một hoặc một số nghĩa chuyển. Các nghĩa của một từ đa nghĩa luôn có mối liên hệ với nhau. Ba nhỏ, từ lưng trong mỗi đoạn thơ dưới đây được dùng với nghĩa gốc hay nghĩa chuyển nêu các nghĩa đó. A. Trăng tròn như quả bóng lơ lửng treo lưng trời, Nguyễn Ngọc Hưng. B. Lưng núi thì to mà lưng mẹ nhỏ, em ngủ ngoan em đừng làm mẹ mỏi. Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi, mặt trời của mẹ em nằm trên lưng, Nguyễn Khoa Điềm. Như vậy, A, trong đoạn thơ A thì từ lưng lưng trời được dùng với nghĩa chuyển. Nghĩa của từ lưng là vị trí giữa bầu trời và đường chân trời, mặt đất, theo cách nhìn bằng mắt thường. B, trong đoạn thơ A thì từ lưng lưng núi được dùng với nghĩa chuyển. Nghĩa của từ lưng là cái vị trí giữa của ngọn núi, so sánh giữa đỉnh và chân núi. Từ lưng lưng mẹ được dùng với nghĩa gốc. Nghĩa của từ lưng là bộ phận của con người, nằm ở thân người phía sau, tính từ gáy sau cổ tới mông. Tiếp theo câu 4, chọn một trong hai từ dưới đây và đặt câu để phân biệt các nghĩa của từ đó. A. Ấm, nghĩa 1 là có nhiệt độ cao hơn mức trung bình một chút, thường mang lại cảm giác dễ chịu. Nghĩa 2 là có tác dụng mang lại cảm giác êm dịu dễ chịu. B. Lạnh, nghĩa 1 có nhiệt độ thấp hơn mức trung bình rất nhiều, thường gây cảm giác khó chịu. Nghĩa 2 tỏ ra không có chút tình cảm gì trong quan hệ người với người. Ví dụ, câu A từ ấm, câu theo nghĩa 1. Trời hôm nay ấm hơn hôm qua. Câu theo nghĩa 2. Gia đình luôn ở bên, mang lại cho em cảm giác ấm áp. B từ lạnh, câu theo nghĩa 1. Bản tin dự báo thời tiết ngày mai lạnh cống. Câu theo nghĩa 2, hai người từ lâu đã trở nên lạnh nhạt với nhau. Tiếp theo viết, lập dàn ý cho bài văn tả phong cảnh. Chọn một trong hai đề dưới đây. Đề 1 là tả một cảnh ao hồ sông suối ở quê hương em hoặc là nơi gia đình em sinh sống. Đề 2 là tả một cảnh biển đảo em đã được thấy tận mắt hoặc là xem trên phim ảnh. Một nhỏ lạc dàn ý,
thì các em dựa vào kết quả quan sát trong hoạt động viết ở bài 12, lập dần ý cho bài đã chọn. Gợi ý mở bài thì các em nêu những cái ý giới thiệu bao quát về phong cảnh theo cách mở bài trực tiếp hoặc gián tiếp. Thân bài thì các em liệt kê nội dung miêu tả theo một trong các trình tự. Theo không gian thì các em tả lần lượt từng phần hoặc là từng vẻ đẹp của phong cảnh theo trình tự từ gần tới xa, hoặc là từ thấp lên cao, từ trái sang phải. Theo thời gian, tả sự biến đổi hoặc là đặc điểm của phong cảnh trong những cái thời gian khác nhau, các buổi trong ngày, các mùa trong năm. Theo không gian kết hợp với thời gian, tả sự đổi thay của từng sự vật hiện tượng trong những cái thời điểm khác nhau. Lưu ý thì đặc điểm của phong cảnh cần được cảm nhận bằng nhiều cái giác quan, tập trung miêu tả những cái sự vật hiện tượng nổi bật. Các bài thì các em sẽ nêu suy nghĩ, nhận xét hoặc tình cảm, cảm xúc đối với phong cảnh được miêu tả theo cách kết bài mở rộng hoặc là không mở rộng. Như vậy ở đây chúng ta sẽ lập dàn ý. Như vậy ở đây chúng ta sẽ theo dõi dàn ý tham khảo cho đề 2. Mở bài, Trường Sa là một quần đảo của Việt Nam, em đã được nhìn thấy quần đảo Trường Sa trên TV. Thân bài, theo không gian, quần đảo Trường Sa là tập hợp rất nhiều đảo. Các đảo nằm chi chít lại với nhau trên bản đồ, nhưng thực tế phải mất nhiều thời gian để di chuyển giữa các đảo. Theo thời gian, quần đảo Trường Sa sáng sớm và hoàng hôn đều chói lọi bởi ánh mặt trời chiếu vào mặt biển. Các đợt gió cả ngày liên tục thổi vào đảo. Ngày mưa bão gió thường rất to và mưa nhiều, cỏ cây thường phải mọc rất chắc chắn để chịu được gió thổi. Trên đảo thường thấy rõ nhất là mùa mưa và mùa khô. Theo không gian kết hợp với thời gian, những lúc lặng gió thì cây cối sừng sững như những người lính, lúc gió thổi tán cây nghiêng mình như những cô gái múa ba lê. Những lá cờ tổ quốc lúc gió to, phấp phới, quật phần phật. Kết bài, em yêu và tự hào về quần đảo Trường Sa của tổ quốc. Em muốn kể cho các bạn nghe về vẻ đẹp của Trường Sa. Em sẽ tìm đọc thêm nhiều hình ảnh bài viết để giới thiệu cảnh đẹp ngoài quần đảo Trường Sa Hoàng Sa của Việt Nam. Tiếp theo số 2 nhỏ là góp ý và chỉnh sửa dàn ý. Những cái cảnh vật được lựa chọn để miêu tả nè, cách sắp xếp trình tự miêu tả các cảnh vật. Vận dụng, chúng ta tìm đọc sách báo viết về núi, hang động, đại dương, các hành tinh trong hệ mặt trời, hoặc hiện tượng trong thế giới tự nhiên, núi lửa phun trào, lốc xoáy, mưa đá, v.v.